Xin giới thiệu, đây là nước hoa Bulgari Grow Vondi, hàng của Mỹ xách tay về nha cả nhà. Và chai này cũng là 5ml ha. Với cái mẫu chai rất là dễ thương, màu hồng phấn, rất là nhẹ nhàng và đẹp nè. Và đây là dòng nước hoa mang phong cách là sang trọng, quyến rũ, tao nhã và thanh lịch ha. Với cái độ tỏa hương là Eau de Parfum. Cái độ tỏa hương này là cái tinh dầu nó rất là nhiều nha mọi người, và độ tỏa hương rất là xa, đồng thời là lưu hương rất là lâu luôn. Vì vậy mà phù hợp cho các bạn nào làm trong môi trường mà môi trường cần giữ độ hương lâu thì các bạn có thể sử dụng các dòng nước hoa có cái độ tinh dầu cao là đây ạ. Eau de Parfum nè, có ghi trên sản phẩm nha mọi người nha. Và đây là dòng nước hoa được sản xuất tại Ý nhưng mà xách tay từ Mỹ về nha, dạng chai chấm nha mọi người nha. Và một dòng nước hoa, một chai nước hoa bao giờ cũng sẽ có 3 tầng hương. Tầng hương đầu là lựu xạ hương, hoa hồng, cam bergamot. Hương giữa là hoa hồng, hoa nhài, hoa mẫu đơn và quả đào. Và hương cuối cùng sẽ là xạ hương, nhựa hương, gỗ đàn hương và lan nhiệt đới. Rất là thơm nha mọi người nha, mùi thơm rất là quý phái và sang trọng. Các bạn muốn mua nước hoa này để làm quà thì liên hệ với shop mình nha. Cam kết với mọi người là hàng xách tay ha, không đúng hàng thì mình chuyển tiền cho các bạn đền gấp đôi. Hàng xách tay từ Mỹ về nha, nhưng dòng nước hoa này được sản xuất tại Ý ạ.